Theo đó, huấn luyện viên Amir Quader đã quyết định gạch tên ngôi sao số 1 của U23 Jordan là tiền vệ Musa Antamari. Lý do là bởi đội bóng chủ quản Apoel của đảo Sip đã không đồng ý nhả Musa Antamari trước ngày 13 tháng 1 vì bận thi đấu. Bên cạnh đó, thì U23 Jordan cũng không có được sự phục vụ của hai ngôi sao khác là Joseph Jasbour và Mohamed Juraj do chấn thương. Hiện tại, U23 Jordan đã có mặt tại Malaysia để làm quen với điều kiện khí hậu Đông Nam Á. Dự kiến, toàn đội sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 27 tháng 12 trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, thì U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã quyết định sang Thái Lan sớm hơn dự kiến. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Marcus Koza sẽ có mặt tại xứ sở Chùa Vàng vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 thay vì mùng 2 tháng 1 năm 2020 như dự kiến ban đầu. Sự thay đổi này được cho là để các cầu thủ có nhiều thời gian nhằm thích nghi với múi giờ và điều kiện thời tiết. Còn ở cấp độ đội tuyển, mới đây, Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Serbia Ivan Jovanovic vào ghế huấn luyện viên trưởng. Trước đó, đội tuyển quốc gia nước này đã sa thải huấn luyện viên Bevan Mavic do thành tích không tốt ở vòng loại World Cup 2022. Trong sự nghiệp dẫn dắt của mình, huấn luyện viên Ivan Jovanovic từng tạo tiếng vang khi cùng câu lạc bộ Apoel của đảo Sip và đến tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2011-2012.